vị và các bạn đang xem tin thế giới của báo điện tử Vietnamnet. Tin thế giới hôm nay có nội dung chính như sau. Theo CNN, trong ngày 4 tháng 12 giờ địa phương, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi chấm dứt hiến pháp Mỹ, đồng thời viện dẫn các thuyết âm mưu về gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020. Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết: "Một cuộc gian lận ở quy mô lớn cỡ này cho phép chấm dứt các nguyên tắc, quy định và điều khoản, ngay cả những điều được viết trong hiến pháp. Bạn sẽ bỏ qua kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020 để tuyên bố người chiến thắng đúng, hay sẽ có một cuộc bầu cử mới? Tôi chắc rằng các nhà lập quốc vĩ đại của Mỹ không muốn và không ủng hộ các cuộc bầu cử gian lận và sai trái nào." Ngay sau tuyên bố này, cựu Tổng thống Mỹ đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ đến từ các cơ quan thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ chiếm đa số tại Thượng viện, đã cho rằng ông Trump đang mất kiểm soát và là mối nguy cho nền Dân chủ Mỹ. Trong khi đó, lãnh đạo Đảng Dân Chủ sắp tới tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries gọi tuyên bố của ông Trump là kỳ lạ tới cực đoan, đồng thời cho rằng Đảng Cộng Hòa cần lựa chọn có chấp nhận quan điểm này hay không. Hạ nghị sĩ Adam Kinzinger của Đảng Cộng Hòa cũng cho rằng không một thành viên nào của phe bảo thủ có thể ủng hộ ông Trump một cách hợp pháp nào nữa. Ông John Bolton, đảng viên Cộng Hòa là cố vấn an ninh của quốc gia Mỹ, cho rằng các thành viên Đảng Cộng Hòa thực sự sẽ phải xem xét lại chiến dịch tranh cử vào năm 2024 của ông Trump. Về phía chính quyền Tổng thống Joe Biden, phát ngôn viên Nhà Trắng Andrew Bates khẳng định việc công kích hiến pháp là hành vi đáng bị lên án trên toàn thế giới.